Đúng vậy. Đừng lập gia đình sớm dù bất cứ lý do nào. Đừng vội khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải, chưa hiểu được chung sống là một thử thách to lớn thế nào. Đừng lấy nhau chỉ vì yêu nhau. Tình yêu thật ngậm ngùi chả giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc. Chỉ nên lấy nhau vì thấy cần nhau, cả khi vui lẫn khi buồn, cảm thấy được thấu hiểu, cùng trình độ, cùng cách đối nhân xử thế, cùng nền tảng giáo dục, cảm thấy có thể sẻ chia mọi điều, chuyện trò thâu đêm suốt sáng không chán, cảm thấy duy nhất người này là đồng minh, đồng lõa, là ruột thịt tim gan, không chỉ là đối tượng si mê quyến rũ. Đừng yêu vẻ bề ngoài, sự giàu có, vẻ trẻ trung, hãy hãnh diện vì lấy được người biết đối nhân xử thế, biết yêu thương và biết khiêm nhường. Dù mờ mịt bởi yêu đương, cũng phải nhìn kỹ mà tránh xa. Người ghen tuông, người sở hữu, người keo kiệt, người hiếu thắng, hung dữ, nóng nảy, thô lỗ, xúc phạm. Tuyệt đối không lại gần bọn lắm lời cay đắng, hay than thân trách phận, hay đổ lỗi cho người khác, bọn điên tình. Cũng đừng nên lấy nhau chỉ vì quá cô đơn, gật đầu chặt lưỡi chỉ vì sức ép của mọi người. Đừng sợ ấy, đừng sợ một mình. Nỗi cay đắng của một cuộc hôn nhân bất hạnh hủy hoại mình nhiều lần hơn. Đừng nên lấy nhau vì muốn có con và chung sống với nhau chỉ vì con. Đừng căm ghét nhau, đừng hận thù đến chết. Đừng tưởng một mình không nuôi dạy được con thành người. Đừng lấy cớ thương con mà đày đọa mình, đày đọa người suốt kiếp. Đừng đọc và tin những bài báo nông cạn, đạo đức giả và cực kỳ ngu dốt khuyên ta lập gia đình, khuyên ta giữ chồng không bị cướp, khuyên ta không nên sống cô độc. Chả có lời khuyên nào về hôn nhân hạnh phúc. Bí kíp thành công chả ai có thể đoán trước mình sẽ may mắn. Chả có lời khuyên nào về hôn nhân hạnh phúc, bí kíp thành công. Chả ai có thể đoán trước mình sẽ may mắn hay bất hạnh. Chúng ta đều phải tự học lấy bài học của bản thân. Điều quan trọng nhất, bản thân ta phải xứng đáng với một mối nhân duyên hạnh phúc, một người xứng tầm. Nếu ở cạnh nhau không thấy vui hơn, thấy đẹp hơn, thấy khỏe khoắn hơn, thấy được yêu hơn, thấy ý nghĩa hơn, thấy tự do hơn, thấy giàu có hơn, nhất là bố mẹ ta không cảm thấy hạnh phúc hơn, thì chắc hôn nhân ấy đã sai mất rồi. Lời đàn ông nói thì phải nghe cho hết, hiểu cho tới. Đừng chỉ nghe mỗi câu anh yêu em rồi lại hay thật ra vẫn có một phía sau là anh lỡ yêu thêm người khác. Cũng đừng vội tin họ nói yêu bạn, vì biết đâu chỉ là nói cho vui, nói để bạn vui. Thứ có thể kiểm chứng lời nói của đàn ông hiệu quả nhất chính là hành động của anh ta và thời gian. Nếu chợt phát hiện trong túi chồng có một món quà dành cho phụ nữ, đừng vội vui mừng quá sớm, vì biết đâu người anh ấy muốn tặng là không phải là bạn. Đàn ông để lấy làm chồng không cần đẹp, cũng không cần quá giàu. Chọn chồng thì phải chọn người xem mình là duy nhất. Nếu chồng có đi đâu thâu đêm suốt sáng, cũng đừng ngủ ở sofa mà chờ mòn mỏi. Đừng tin rằng khi họ trở về thấy bạn đợi mong sẽ cảm động mà đổi thay. Mọi sự chờ đợi đều có thể trở nên dư thừa, nhàm chán. Với người để bạn đợi quá lâu, không cần phải như thế. Thay vào đó, bạn có thể có một buổi tối ngon miệng, hay ngồi đâu đó hóng mát với bạn bè, hay chỉ đơn giản là nằm đọc sách và nhấm nháp vài ngụm ca cao mình thích. Rồi sau đó cứ lên giường mà ngủ thật ngon. Với đàn ông, nếu họ càng vô tâm thì bạn cũng chỉ nên để tâm với chính mình, tự khắc họ sẽ quay đầu lại. Thứ giữ chân đàn ông không bao giờ là khuôn mặt hay cơ thể của bạn. Bạn muốn tấm lòng thì phải đổi bằng tấm lòng. Đàn ông đã vì người đàn bà khác mà ra đi thì bạn cũng đừng vì anh ta mà níu kéo. Đàn ông khi đã không yêu chính là tàn nhẫn nhất. Và bạn đừng khiến họ xem thường mình. Và cũng đừng vùi mình vào khổ đau vì họ thêm nữa. Bạn sẽ xứng đáng với một người khác tốt hơn họ thật nhiều. Hãy cố gắng trở thành một người phụ nữ độc lập và có cá tính. Đừng cố gắng thay đổi chính mình chỉ vì bạn yêu ai đó. Vì trong tình yêu, con người chỉ nên là chính mình,
không cần và cũng không phải thay đổi vì điều gì. Đàn ông có hứa hẹn thì bạn cũng chỉ nên nghe cho vui, còn sau đó cứ nhìn vào hành động anh ta làm. Đàn ông có yêu bạn hay không, cứ nhìn cách anh ta cư xử khi bạn mắc sai lầm. Nếu họ yêu bạn, họ sẽ cùng bạn sửa sai và hoàn thiện. Họ luôn ưu tiên bạn trong mọi tình huống, tôn trọng từng ý kiến quyết định của bạn. Với ai từng bỏ bạn đi lúc bạn cần họ nhất, thì dù sau này họ có thể tốt hơn thế nào, cũng đừng cho họ cơ hội trở về. Người từng khiến bạn mất lòng tin thì một là lãng quên đi, hai là đừng tha thứ, đừng cho họ thêm cơ hội nào khác. Nếu người ta xem mình là sự lựa chọn, thì cũng đừng tin bao lời họ hứa hẹn. Bạn không đáng là sự lựa chọn của bất cứ ai, bạn là duy nhất. Người đến bên bạn khi họ buồn, rồi lại chạy tới kẻ khác khi họ vui, thì không đáng đứng cạnh bạn lâu dài. Đàn ông đời này có đến rồi cũng có thể đi, chỉ có người sau cùng cho bạn danh phận mới là duy nhất. Trước khi gặp người cuối cùng đó, đừng đánh mất kiêu hãnh hay tự trọng vì ai khác. Phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định không được phụ thuộc ai. Than vãn cũng không khiến cuộc đời dễ dàng hơn với mình. Yêu cũng được, không yêu cũng không sao, nhưng tiền nhất định phải có. Tự mình giàu có vẫn được nhiều việc hơn là sống chỉ nhờ vào tiền kẻ khác. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, đều nên làm chủ tiền bạc, cuộc sống và cả sự nghiệp của mình. Phụ nữ chỉ sống dựa vào người khác thì chẳng khác nào tự độc ác với chính mình. Đàn ông lập nghiệp cũng giống như công nhân vác gạch. Tay họ cầm gạch nên không thể ôm vợ được. Nhưng nếu đặt xuống thì họ lại không thể nuôi nổi vợ con. Đàn ông có một áp lực, đó là phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, không phải để chi trả cho những thú chơi của họ, mà để cho vợ con họ có cuộc sống bằng người. Đàn ông kiếm tiền để mua nhà, mua xe, cho con cái một môi trường tốt, cho cha mẹ một tuổi già hạnh phúc. Họ có thể chịu khổ, chứ không để vợ con thua thiệt. Chắc chắn là vậy. Chấp nhận đối khác cũng được, nhưng nhất quyết không để cho vợ con biết mình chật vật. Đàn ông kiếm tiền giống như bản năng vậy. Họ luôn mặc định, người đàn ông sống và có trách nhiệm, cho dù với sự nghiệp hay gia đình, cho dù với cha mẹ hay anh em, đều phải gánh vác trách nhiệm của mình. Tự tư tự lợi không phải đàn ông tốt, thoái thác trách nhiệm càng không phải đàn ông. Ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, đàn ông luôn cần sự chia sẻ, thấu hiểu từ vợ con, bởi vì sức ép của sự nghiệp và cuộc sống có thể quật ngã anh ta bất cứ lúc nào. Phụ nữ cứ cho rằng đàn ông chỉ biết chè chén thuốc lá, nhưng nào biết những đêm thức trắng với hàng tá công việc, deadline dồn dập và những áp lực từ việc kiếm tiền nuôi gia đình. Đàn ông họ có thể gồng mình gánh vác, chứ nhất định không để vợ con lo lắng. Im lặng là cách họ nói lên nhiều điều nhất. Cứ rời đi khi anh ấy không trân trọng mình, em nhé. Đàn bà rời bỏ một người đàn ông không phải vì khổ, vì nghèo, mà vì cảm thấy trong mối quan hệ này bản thân không được trân trọng. Nhiều người phụ nữ lòng còn yêu, trái tim còn nhiều nặng nợ, nhưng lại quyết định buông xuôi trước. Họ hiểu rằng dù có ở lại, có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Tâm lý của đàn ông khi yêu chính là càng yêu càng nhạt, càng sâu lại càng chán. Ban đầu họ nồng nhiệt, theo đuổi bao nhiêu thì càng yêu lâu lại hờ hững vô tình bấy nhiêu. Ngày trước chỉ cần người phụ nữ rơi một giọt nước mắt đã khiến cho anh ấy đau lòng, xót xa. Nhưng hiện tại chỉ cần người phụ nữ tỏ ý không vui, anh ấy cảm thấy phiền phức. Tệ nhất trong tình yêu chính là vẫn bên nhau. Đàn ông vẫn nói rằng mình còn tình cảm, nhưng họ lại đối xử với người phụ nữ như người dân. Họ xem trọng bạn bè, những cuộc vui hơn người yêu của mình. Họ xem trọng thiên hạ hơn là cuộc hẹn với người yêu. Khi ngồi với nhau, đàn ông mải mê xem điện thoại hoặc không bao giờ để ý xem người phụ nữ của mình đang buồn bã hay thất vọng ra sao. Người phụ nữ trong tình yêu ban đầu thì lạnh nhạt, nhưng càng yêu lâu thì lại càng mặn nồng. Họ dành tất cả cho tình yêu, suy nghĩ về tương lai và cả hạnh phúc.
họ cũng nhẫn nhịn, cũng chịu đựng những thói hư tật xấu của người đàn ông. Họ im lặng khi bị đối xử vô tình. Họ ôm lấy cả những xót xa, những điều đau lòng vì nghĩ rằng đàn ông sẽ thay đổi. Đàn ông sẽ không nói lời chia tay trước vì sợ mang tiếng phũ phàng, phản bội. Nhưng họ luôn biết cách khiến cho người phụ nữ phải chủ động rời xa mình. Họ thờ ơ lạnh nhạt. Họ yêu nhưng cách đối xử với người yêu còn thua cả những mối quan hệ ngoài đường. Người phụ nữ dù yêu sâu đậm bao nhiêu, có sống chết vì anh bao nhiêu thì cũng đau lòng mà buông tay. Vì không người phụ nữ nào chịu đựng được cảm giác mình không được trân trọng trong mối quan hệ này. Những chuyện tình yêu, những cuộc chia tay vì sự lạnh nhạt của đàn ông thực tế rất nhiều. Đàn ông cả thèm chóng chán, nhưng rốt cuộc anh mong muốn điều gì? Có một người phụ nữ yêu anh hết lòng hết dạ, vì anh mà chịu đựng mọi thói xấu, vì anh mà nín nhịn mọi cảm xúc trong lòng, chẳng phải đáng trân trọng hay sao? Khi anh xem tình yêu là trò đùa, xem cảm xúc của phụ nữ chỉ như trò tiêu khiển, anh sẽ chẳng bao giờ có được người đàn bà yêu mình hết lòng hết dạ. Điều biết rồi sẽ không lãng phí. 1. Tiền rất quan trọng nhưng không thể dựa dẫm vào đàn ông hoặc cha mẹ. Tự bản thân phải tự kiếm được tiền nuôi bản thân. 2. Việc đã qua có thể vẫn ghi nhớ nhưng nhất định phải biết buông tay. 3. Dù có mất tất cả cũng đừng đánh mất nụ cười. 4. Bất kể đưa ra lựa chọn gì cũng đừng hối hận, bởi hối hận cũng vô ích. 5. Đừng vì kích động mà nói những lời quá quắt. 6. Đừng dễ dàng hứa hẹn, bởi lời hứa không thực hiện được, chẳng thà rằng đừng có hứa. 7. Đừng nghĩ là không hiểu vẫn có tình yêu, khi vẫn chưa hiểu về đối phương, đó mới chỉ ở mức thích, chứ chưa phải là yêu. Khi nhìn ra những khuyết điểm của đối phương cũng có thể khiến cảm giác thích ấy biến mất. 8. Nói chuyện hay thẳng thắn, người thẳng thắn vẫn tốt hơn người giả dối. 9. Đối tốt hơn với bản thân, khi tâm trạng xuống dốc cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ. Hãy đi ăn thứ mình thích, làm thứ mình muốn và đừng uống rượu.